cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân cha đã sáng, cha chỉ đến, cha thể hiện nghĩa đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay được thực hành ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng đã tha tội cho chúng con. Về đây chúng con đã được tâm giờ nên cũng yêu chúng con đã khỏi sự hiểu ra. Và Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết, 51 tuổi, bị ung thư buồng trứng. Chúng con cầu xin Chúa chữa lành cho người chị em của chúng con là Nguyễn Thị Tuyết để mau bình phục, để chị trở về quê hương. Chị phụng sự các đấng mà chị đang lên thờ, chị lo lắng cho chồng, cho con, cho quê hương, cho xóm riêng, để làm đẹp cho đất nước của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa chữa lành cho chị. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho ông chủ tịch xã Phú Thuận, huyện Phú Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế, để ông có sức khỏe, ông gìn giữ non sông đất nước, gìn giữ xã Phú Thuận cho tốt lành. Chúng tôi cũng xin cộng đồng mạng hãy cầu nguyện cho chị Nguyễn Thị Tuyết là người chị em của chúng ta bao lần được. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô chúc chúng con, chúng con đều vì dân Chúa nên trời cho các bạn hòa được lên cho những lời ai là người sẽ mua con? Ai là con? Con là người mua nè. Đây ra. Ông chủ tịch xã từ người Quế vô luôn. Sao ông biết ở đây? Con nghe chị Hiền giới thiệu. Dạ. Thầy Nga nữa. Dạ, em giờ luôn. Sao con biết ở đây là giới thiệu? Dạ, em con có coi mắt cái này. Tại vì em đang là bị mổ xong rồi, nhưng mà vô thì tại 21 lần á này. Mà giờ mỗi lần như vậy là rất là đau đớn như là mẹ. Nghe trên mạng thôi. Trên mạng nó tra sửa bệnh. Quê con ở đâu? Dạ, con ở Sài Gòn. Chồng con ở Sài Gòn, chồng cho đạo. Ở ngoài Quế con làm gì? Dạ, con làm công tác gì ở chỗ nhà nước không? Dạ. Thì làm sao con biết được con bệnh này? Đi khám bệnh mới biết. Nó có triệu chứng gì không? Đau. Đau. Thực ra thì ở đây đó là cha trị bệnh ung thư, hay nói khác hơn là cha trị các loại bệnh nan y. Thì nan y thì nan y nào cha cũng trị hết, nhưng có một điều là cái mà cha mong không phải là cái người bệnh đó là phải đợi cái bác sĩ dài cha trị. Tại có biết sao không? Tại khi bác sĩ chưa chạy họ đó, họ không có còn tâm còn ý uống chúng ta, mà họ còn ngơ ngác, họ còn trông ngóng một cái chuyện thuốc tây để họ mới không bị chuyện phục. Nhưng mà trên đời này, như cha đã từng nói ngày sáng với các bệnh nhân, người ta ký cho mình một cái quyết định là ung thư trước, là người ta là thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ, chứ phải người ta là dân cài đồ như cha mà biết, phải không? Thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ là cái quyết định. Tại vì khi người ta ký cho mình cái quyết định là ung thư thì là đi kèm với cái chết. Mà tại sao người ta ký cái quyết định ung thư đi kèm với cái chết, là bởi vì trên đời này không có thuốc chữa bệnh nào. Rõ ràng là như vậy. Khi con đã bị bác sĩ kết luận con ung thư buồng trứng, đồng nghĩa con phải chết. Nghĩa là thời gian chết của con được gọi là chờ chết, chứ con không thể sống. Có nghĩa là khi thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ ký cho con rồi thì con chuẩn bị chết. Không có cơ hội sống. Cha nói con, ví dụ như bây giờ Việt Nam chúng ta là hiện ngay bây giờ là đám tang của ông chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông có bệnh gì?
bệnh hiểm nghèo nên đó. Nếu như mà bác sĩ kết luận ổng là bệnh hiểm nghèo mà ổng đâu có nghèo hơn mình, ổng có điều kiện hơn mình mà tại sao ổng chữa không hết, phải vậy không? Vậy khi mà bác sĩ khoa học kết luận mình bị ung thư rồi thì nhất định phải chết, do bởi không có thuốc chữa trị, do bởi không có thuốc chữa trị. Vậy thì cha nói tiếp với con thì tiếp khi con nhận cái bản án tử hình là ung thư thì là con phải chết. Vậy thì ngay bây giờ con đến đây, con còn nghĩ rằng con sẽ đi chữa ở đâu nữa không? Không. Tức là con đừng mơ mộng về bệnh viện hay là thuốc tây nữa. Thì khi đó con mới bình yên mà chữa. Còn nếu con còn ngóng là con nói chỗ đó còn chữa được, chỗ đó còn chữa được là con giận. Tại sao cha nhắc con chỗ này? Là bởi vì ở đây cha tìm ra được một cái phác đồ điều trị bệnh nan y, mà cái phác đồ này là cha với ông nhà khoa học nước ngoài, ông giáo sư tiến sĩ Trần Thiên Học là 20 năm nghiên cứu để tìm ra được một cái phác đồ điều trị bằng trắng nano và bằng các loại thuốc thuốc lá cây. Thuốc lá cây là thuốc mà khoa học có chữ bi, mà nó cũng là nano, tại vì bỏ nó vô nước nấu thì nó trở thành nước, thì cháo nano cũng là nước. Do vậy mà đây là một cái loại thuốc được gọi là một cái công nghệ mới, công nghệ nano trị liệu, công nghệ nano. Vì thế cái công nghệ này nó khác với cái công nghệ của khoa học hiện đại, là khoa học hiện đại là con trị nước bị hay là chích thuốc vô hay là quá trị vô hay là xạ trị vô hay là uống thuốc vô. Nhưng mà tất cả những điều đó thế giới này đã làm hết rồi mà làm không xong. Nếu làm xong mà ông Trần Đại Quang chủ tịch nước Việt Nam người ta có chết đáng nè, bệnh nó đâu có lớn nhưng mà bệnh nó không có thuốc chữa. Còn ở đây cha có thuốc chữa, con nghe kỹ không? Con nghe kỹ không? Cha hỏi lần nữa con nghe kỹ không? Ở đây cha có thuốc chữa cho con, nhưng con hãy nhớ rằng ngày hôm nay là cái nền khoa học Tây dược mạnh, cho nên con người ta đặt hết niềm tin vào. Còn cái nền Đông y nó thấp, nó là lá cây mà, cho nên người ta giống như là ông bà nhà xưa mình hay nói là mình ăn không bổ về ngang cũng bổ về về dọc, đặt cái con đó. Vậy thì mình uống thuốc nam thuốc tây mình uống không bổ về ngang cũng bổ về, không có con uống trầm chết như thường thì không còn bổ được. Vậy thì bây giờ nếu con uống thuốc tây thì con uống đúng là cũng chết, đúng vậy không? Con uống thuốc nam không đúng con cũng chết, chứ không có chuyện bổ về ngang nhở được. Nhưng mà cái nền tây y là người ta nghiên cứu tới đây tới chỗ, cho nên nhân loại họ ngã về. Còn cái nền đông y thì đấm bóp chặt hơi mà, hoặc là thuốc nam chặt cái khô uống đâu ai mà tính được. Thôi nè, đến ngày hôm nay cha nghiên cứu ra được một cái công nghệ nano để chữa bệnh nan y, các loại nan y. Thì đây là một cái công nghệ mới, công nghệ này cha mới cho ra đời khoảng 8 tháng nay. Thì kết quả cho thấy là khoảng 20 ca nan y đã được làm sạch, cải thiện. Còn lại mấy chục ca đây thì từ từ họ sẽ làm được. Cha đang chữa mấy chục ca này. Dĩ nhiên, cha nói cho con nghe này, do bởi cái nền khoa học của Tây y nó mạnh quá, nó kéo con người ta lên. Còn cái nền Đông y này nó thấp quá, nó là lá cây, nó là đồ bỏ, lá khô, cho nên người ta không tín nhiệm. Vậy thì hiện bây giờ con đang đi uống thuốc nam, nhưng mà đầu óc con còn ở thuốc Tây nữa, là không bao giờ con hết được, hiểu không? Nhưng mà con hãy nhớ trước khi con đến đây là bác sĩ đã chạy chưa? Bác sĩ chạy con chưa? Tên là bác sĩ gọi là bó tay bên kia thôi. Bác sĩ bó tay chưa? Bác sĩ rồi.
tức là bệnh của chị ta nói là bệnh của chị trước khi chị về đây để chị ta có nghĩa là đã không tin thật, tức là hết đường tiểu đi bên chỗ đồng ý rồi, bên tây rồi đó, hết rồi phải không, hết đường vậy. Bây giờ con chỉ còn bán vậy nha, con chỉ còn bán vì cái này mà cha không nhắc con thì trong quá trình con chữa trị con phải nhắc đó nè, con ngao ngán, con nóng trong nơi này nơi nọ nơi kia, cuối cùng con là người thất bại với cả anh nha. Do vậy mà khi con trước khi con vô đây con phải cân đông đo đếm và xác sự để con đi trị nè, và con dẹp bên cái tay con. Nhưng mà ở đây trong quá trình cha trị bệnh thuốc nam cho con thì cha thấy con hết tới đâu cha sẽ dẫn con đến tây y để khám nghiệm. Ví dụ như mà cha trị cho con 5 tuần nửa tháng, bắt đầu cha đưa con đi lên bác sĩ để bác sĩ check lại, tức là kiểm tra cái bệnh con đã tới đâu, rồi cha về cha trị tiếp. Còn bình thường mà con đi vô bác sĩ ở bệnh viện nó chạy con không được đâu. Tại sao nó chạy? Là bởi vì nó kiểm được. Còn bây giờ khi con về đây rồi 5-10 ngày nửa tháng một tháng cha trị con là dấu hiệu là bệnh ung thư, mà dấu hiệu nó đã phục hồi đó, thì khi cha đưa lên tây y là tây y người ta khám người ta thấy liền, người ta thấy con có dấu hiệu phục hồi là người ta báo cho cha biết là phục hồi tới đâu, về đây mình chỉ tiếp. Còn bình thường giờ con đi tây y là chạy, cho dù con có đi bệnh viện Ba Lan mới cũng chạy, còn bệnh viện Bạch Mai cũng chạy, đó là chạy hết rồi, Chợ Đẩy cũng chạy. Bị ung thư, ung thư là chỉ vô quá trị mà con vô 20 mấy lần, hay giờ con có vô nữa chưa chắc người ta vô, mà vô nữa cũng vậy, phải vô nữa. Vậy thì cha nhắc con là khi con đứng đây rồi thì con đừng bao giờ không nóng mà phải ngon hay không, ngon và nóng là do ban điều cảnh này. Ban điều cảnh này người ta biết con tật bệnh tới đâu, dẫn con đi khám người ta kiểm tra, chứ con không cần cái đầu tiên tây y, tự động ban điều cảnh này có cách dẫn con đi tây y nha, chỉ đường con đi hoặc là dẫn con đi. Thì như vậy ở đây cha kết hợp đông và tây, nhưng mà ở đây thì không có tây, mà khi muốn tây thì đưa con lên bác sĩ để cho nó hợp thức quá với luật pháp của nước Việt Nam nha. Chứ không phải ở đây cho muốn chữa thì sao mà cha chữa, người ta chữa thuốc nam, nhưng mà cho con biết cái kết quả mà cha chữa đang nó làm tính nhiều lắm rồi nha. Thì chắc con mẹ không biết hết rồi ha, có mạng rồi tự biết đi nhé. Thì cha nhắc con cái chỗ đó là không quan trọng, bởi vì sau khi con vô con trị bệnh thì con đi với một cái phát đồ là cháo nano ở nhà, có biết chưa? Cháo nano ở nhà chưa biết ăn cháo là gì không? Nano tức là về khoa học là gọi là siêu nhỏ. Siêu nhỏ, ông chú thực sản đấy là siêu nhỏ, cực nhỏ, tức là gạo con nấu ra thành nước nhé. Nhưng mà trước khi nói gạo nấu ra thành nước thì cha khuyên con đi mua một cái lò áp suất, một cái nồi áp suất, để khi con bỏ gạo vô cái nồi áp suất con nấu đó, là tất cả các hơi nó không đi ra ngoài được, nó sẽ nằm vòng trong đó, đến khi nào con nấu đến một giai đoạn nào đó bắt đầu nó nở ra như là cái bã của rụ đó, cái bã hèm á, bã rụ á, thì đó khi đó con dở lên con mở cái nút nó ra, cái hơi nó bay lên cái bắt đầu xong ra cái hơi được, cái hơi nó bay. Còn khi con đang nấu mà nó sọt ọc lên như này thì cái thuốc trong gạo nó đi hết. Cái thuốc trong gạo nó đi hết nha. Cái này cha đã dạy kỹ dữ lắm, nhiều clip rồi, cha không muốn dạy lại nữa, nhưng mà trong quá trình khám bệnh thì ban điều trị cứ dạy được đó. Còn quan trọng nhất là cái thuốc nó nằm trong hộp gạo, hiểu không? Cái thuốc trị đa nghi nó nằm trong hộp gạo, cho nên đẹp nhất, nhanh nhất là con mua cái nồi áp suất, nồi hầm gà, hầm vịt, hầm xương, con bỏ gạo đó con nấu, con hầm chừng nào mà rút rã dở ra, thì trong đó là toàn bộ là thuốc, cái nào cháo là nó nuôi sống mình, nó làm cho mình mạnh khỏe, còn trong cháo nó có thuốc thì cái thuốc đó chính là thuốc chữa ung thư, nha, con hiểu không? Con ráng nuôi mẹ con ráng. Ở bên đây có 1-2 người gì đó đang nấu một cái nồi áp suất rất là thành công, rất thành công cao lắm, ổng hú nấu bằng nồi áp suất thành công cao lắm, ổng nấu ông ăn đâu có 10 bữa sau khỏe liền rồi,
là thuốc không. Nhưng mà cái này là tại vì không phải ai cũng biết thôi. Cái này là thằng đi uống mấy chục năm mới ra, chứ không phải là ngạn qua nó hôm nay ra. Và sau khi là trang nghiên cứu rồi, trang cận lâm sàng, đối diện với người ung thư, đối diện với người chết, đối diện với người lành tính, ác tính sang lành tính, thì mình mới có kinh nghiệm mạnh mẽ mà nói gì. Chứ bây giờ nói chuyện người bạn người chết thôi, chủ tịch xã đồng ý không? Nó lung tung là đầy chết. Ông đồng ý không không? Dạ. Nghe nói không có bà con biết chơi khảm hả? Dạ em ạ, à, mai em ạ. Dạ em biết chơi khảm. Dạ. Sao mà quen với em chủ tịch xã này? Đây là cô này là cái này là em họ bên bà xã. Ồ, nghe hả? Dạ. Ông nay em đi xuống đây biết chơi khảm biết không? Dạ. Ồ, nó thì biết cha chứ ông anh chứ tới giờ chưa gặp ổng, còn gặp bà cố lại mấy ông anh em cha thôi chứ còn con chưa gặp. Chưa được gặp ổng. Năm nào con cũng gặp bà cố lại mấy anh đó, cha em của cha khảm hết, mà cha con chưa bao giờ gặp, chỉ gặp cha em. Về nhà xứ đi cha làm lễ cho bao đồng với tiền xích rồi có. Thì ý cha nói nãy giờ là như vậy, thấy anh hiểu rõ chuyện cháu nano đó. Trong cái gạo đó nó đã được trời đất cho nó nano ngay ở ngoài ruộng, tức là gạo nó là thuốc, vừa là thuốc vừa là thức ăn nuôi dưỡng con người. Nhưng mà vì cha đã nghiên cứu ở trong cái hộp gạo nó thuốc, nhưng nó phải qua một cái công đoạn nano nữa để cho cái chất béo, chất đạm, chất bổ, chất nồng, chất chua, chất tinh dầu trong gạo, tất cả những cái chất đó nó biến thành nước. Giống như là giờ cha nói vậy, bây giờ cái chai dầu bạc hà nó làm bằng gì? Dầu bạc hà là bằng gì? Bạc hà phải không? Làm bằng cây bạc hà. Vậy thì bây giờ mình bẻ cây bạc hà vô mình ngửi nó cay không? Nó thơm không? Vậy mà ngang qua cái cây bạc hà lấy cái tinh dầu của nó ra đổ vô 1-2cc mình xức thơm không? Cái cây bạc hà mình thường thấy nó đơn giản không? Như vậy mà người ta lấy cái tinh chất của nó ra, người ta làm dầu, người ta bán mắc kiếp như từ đó mà. Vậy thì trong cái hộp gạo mình thấy nó đơn giản lắm nè, nhưng mà khi mình cho nó nano thì trong hộp gạo đó là cái thuốc để mình, giống như trong cái bạc hà nó có tinh dầu. Hiểu mình hiểu này không? Dễ hiểu không? Dễ hiểu vô cùng. Mình nhìn thấy cái bẹ bạc hà mình cho là nó là bạc hà đó, chứ mình đâu có thấy cái giá trị trong bẹ bạc hà là có tinh dầu. Nhưng mà kỹ sư, tiến sĩ khoa học người ta nghiên cứu trong cái bạc hà nó có tinh dầu, thì người ta lấy cái tinh dầu trong bạc hà ra để cho mình làm sức đứt tay, đứt chân, mũi cắn, chích vậy nha, hay là ông chích, ông đâm gì đó ha, tất cả những cái côn trùng cắn thì lấy dầu bạc hà thoi vô hết rồi nó sẽ dịu lại, nó khống chế cái di trùng ha nè. Thì trong cái nhánh, trong cái bẹ bạc hà đó, trong cái cây bạc hà đó, trong cái cây bạc hà mà mình là người ở dưới đất cái này, mình đâu có hiểu được trong cây bạc hà có chất để lấy ra mà chống lại côn trùng, thì tụi con làm gì hiểu được trong hộp gạo có cái chất. Phải vậy, cho dù con có làm chủ tịch xã đi chăng nữa, con cũng không phải ở bên cái mảng này để con nghiên cứu. Đồng ý với cha. Vậy thì rõ ràng cha đã nghiên cứu trong cái hộp gạo nó có cái chất để trị ung thư, nhưng mà làm sao để lấy được cái chất đó là qua một cái công đoạn nano, tức là bỏ vào cái nồi áp suất, con nấu đến khi mà nó nhuyễn như tương vậy, nấu ra thành nước luôn. Thì khi đó con dở ra con ăn thì công đó là thuốc trị đang nghi, và đó là cháo dinh dưỡng. Hiểu chưa? Dễ trị không? Mà thế giới này không biết. Giống như là thế giới không nhận ra cái bẹ bạc hà, cái bạc hà nó có tinh dầu, không nhận ra. Không nhận. Mà rõ ràng đâu phải ai cũng nhận ra được trong cái hộp gạo là thuốc. Mà giờ cho dù con biết cái hộp gạo là thuốc, nhưng mà nếu cha không chỉ cho con bỏ vô nồi áp suất nấu thành nano, con cũng không biết đó là thuốc. Không nè, con cũng không hề biết đó là thuốc. Do vậy mà cha nói với con vậy nghe, bắt đầu từ hôm nay chúng ta trở đi, khi con đến đây con trị bệnh thì con phải hiểu được chỗ đó để con trị, và con đừng bao giờ con nghĩ rằng con ăn cháo mất sức, không có mất sức đâu. Trên đời này nếu mà ăn cháo mất sức là chắc bạn cũng làm cháo không bán, cháo ABC, cháo này, cháo gà, cháo khoai, cháo vịt, cháo nắng, cháo đột lực, nhưng mà thật ra ăn cháo mất sức rồi. Một người khỏe mạnh như cha
ăn cháo là tỷ lệ nghịch với cơ thể, mà một người bệnh như con ăn cháo là tỷ lệ thuận với cơ thể. Tại hiện giờ cơ thể con lục phủ ngũ tạng nó nhiếp lên, nó hoạt động, nó hoạt động. Ví dụ giờ đó mình mạnh khỏe nó hoạt động 10 giờ hoạt động có 2. Vậy thì nếu con mà cho thịt heo, thịt gà, thịt bò, thịt lợn, thịt nai, thịt thu, cá, tôm, thế vô bao tử con, mà nó trong khi cái lục phủ ngũ tạng con nó hoạt động có 2 phần, vậy thì còn 8 phần nó hoạt động nổi, vậy thì những cái chất con đưa vào nó đi đâu? Có phải là nó giết con không? Có phải là nó nghẹt ruột, nghẹt họng, nghẹt thận nó không? Vậy thì ngay bây giờ con bệnh rồi thì cái cháo nano đó là tỷ lệ thuận với cơ thể, và trong cái hộp gạo đó nó có cái thuốc trị, cũng giống như trong cái cây bạc hà đó, nó có tinh dầu để làm trị những cái loại mà côn trùng cắn đó, là lấy cái tinh dầu đó. Nhưng mà giờ mình bị con rắn cắn, mình bị mũi chích, mình kéo mình lấy cái cây bạc hà chà chà cho nó không hết, là bởi vì nó không đủ chất dầu, cho nên người ta phải làm bao nhiêu dung lượng của cái bạc hà mới ra được cái tinh dầu sức dưỡng như đó. Vậy thì con phải đưa gạo vô cái nồi áp suất con nấu, nó mới đủ cái thuốc đó để con uống. Con hiểu chưa? Hiểu rồi hay không? Ngơ ngơ quá mà thôi, từ từ hiểu đi. Từ từ ban diện chẳng sẽ dạy con nha. Từ từ ban diện chẳng. Cha còn nhận bệnh con là con mừng không? Cha không nhận con là con đi chết. Con không nhận. Con đi chết đó. Con có là đến chơi con mới hỏi ngay đó. Con chơi. Mà ở đây khó lắm nha con. Ở đây khó nhận bệnh lắm. Không phải ai cũng nhận. Cha nói cho con nghe. Ở đây nếu cha nhận bệnh một cách tự nhiên thì nó vô chỗ này nó chỗ đứng. Mà rồi nó vô là nó không hiểu gì hết, nó ăn cháo một hai bữa nó bỏ ra về, có khi chửi mình nữa, nó mình làm cho nó mất sức đó nè. Do vậy mà cái nguyên tắc mà ai được lọt vô cái cổng này để chữa bệnh là người đó nó theo đạo Phật là có phước chứ, nó theo đạo Chúa là Chúa cho hơn nè, Chúa ban ơn cho mày nó nghe, mày mới được vô đây nghe. Nó theo đạo Phật với con là con còn duyên, đủ duyên nha. Còn nếu nó theo đạo Chúa của cha là con được phước chứ, Chúa Chúa cho. Mà khi con tới đây rồi thì tự nhiên ban diện chẳng có cách dạy con trị bệnh cứu chữa bệnh nha. Đó là nguyên tắc của ban diện chẳng này ha. Còn những cái gì thiếu sót thì cha nhờ ban diện chẳng giải thích mỗi ngày ha, dạy cho bệnh nhân mỗi ngày. Giờ cha cũng hơi già, cha giảng hết nổi. Cha già có nghĩa là cha già, cha nói nhiều chứ không phải cha già tuổi, nghĩa là cha nói nhiều quá nãy à. Bây giờ cha nói nữa cha làm biến đó. Bây giờ cha nhắc con với ông chủ tịch chữ thập đỏ thôi, mấy chuyện thôi. Còn những cái chuyện mà cơ bản để mà ăn cái gì, uống cái gì, ngủ cái gì, tập hết đồ bị đuổi, tự động ăn gì chẳng đó. Mà con hãy nhớ chỗ này cha không quên thôi. Tập hết đồ đuổi nghe con. Đuổi thẳng á. Con ra khỏi phòng khám cũng đuổi. Mà con thèm ăn trái quýt, trái cam, trái ổi đuổi luôn. Tất cả là đuổi sạch hết. Còn cái người nuôi bệnh không được ăn trong phòng trọ, phải ăn ở ngoài. Vì con không làm con mắt không thèm được, thấy không? Khó vậy. Cái phòng khám này nó khó kinh khủng. Mà nó khó vậy con mới hết được. Còn nếu dễ là con không bao giờ hết được. Bởi vì cái bệnh con là bệnh khó, chứ không phải là cha khó. Cái bệnh nó làm khó con, chứ không phải là ban diện chẳng là khó con. Mà cái bệnh nó làm khó. Thí dụ như là cái miên. Mình thành nhìn thấy cái miên mà cái cục pin nó hết rồi. Con nó hút vô. Có phải nó khó không? Cho nên cục pin phải đủ pin, nó mới hút vô được. Còn nếu mà không đủ pin rồi, là nó mới hút vô được. Vậy thì cái bệnh con là như vậy. Bệnh nặng mà dễ với con là con không hết được. Nhất định con không có gì hết bệnh, mà có thể dẫn con đi chết. Đã không hết bệnh mà có khi còn dẫn con phải đi chết. Mà đại đa số là bị ung thư là đi chết rồi. Đại đa số. Thì cha nói rõ, nếu mà ông con giàu hơn chủ tịch nước, con có điều kiện hơn ổng thì nhất định con không chết. Mà ổng sẽ có điều kiện hơn con mà ổng cũng phải qua đời. Tại vì cái bệnh hiểm nghèo đó. Cái bệnh hiểm nghèo mà cả thế giới không có thuốc chữa. Mà ở đây cho nãy nghiên cứu cho chữa quá nhiều ca nghi mà thành lập tính rồi. Cha không muốn nói nhiều nữa nha. Bây giờ cha muốn nói với con rằng hôm nay con có mặt ở đây
được chữa bệnh ở đây, cơ hội cứu là giật lại mạng sống của con, là con phải cảm ơn nhất là chủ tịch nha. Ngày xưa con sống như thế nào không biết, nhưng mà ngày hôm nay con đau ốm mình bệnh, ổng là chủ tịch xã, chứ không phải chủ tịch chữ đó này. Con là chủ tịch xã, ổng là chủ tịch xã, mà ổng phải bỏ tất cả những dẫn con lên. Như vậy thì con phải trong quá trình con điều trị bệnh, con phải nhớ lại con đã sống như thế nào mà con được cái phút này, và sau này con hết bệnh con phải trở về cuộc sống thiết là tốt cho mình nha. Nhất là những người chính quyền người ta nhắc nhở con phải ráng nghe người ta nha. Nếu mà ông không bỏ tất cả, ông từ tỉnh Thừa Thiên Huế, chứ không phải ông là từ Trà Vinh hay không, từ tỉnh Thừa Thiên Huế phải bỏ vợ bỏ con bỏ cơ quan bỏ công tác bỏ tất cả để dẫn con. Con thấy chuyện này lớn hay không, lớn dữ lắm nha. Trên đời này mà ông dẫn con được vô đây là coi như là con phước lớn mạnh lắm. Bắt đầu từ hôm nay con phải cầu nguyện cho ông, cho gia đình của ông, con phải cầu trời cảnh Phật cho ông nha. Và con phải cố gắng nghe lời ban diện cảnh để con được hết bệnh, để con trở về cuộc sống tốt hơn nữa. Ngày hôm qua con sống như thế nào, nhưng mà mai mốt ký cho con hết bệnh rồi, con trở về cuộc sống thật tốt, phải biết yêu thương chồng sống cái gì nha. Đó là cái điều cho con mẫu dạy nha. Còn là cha nhắc ông chủ tịch xã, sau này con nhiều quê con hãy hãnh diện. Ngày hôm qua con làm chủ tịch xã, mà hôm nay con cũng là chủ tịch xã, mà con làm được một chuyện lớn hơn chủ tịch xã, đó là đưa người dân của con. Điều này mà bác Hồ còn sống, bác Hồ phải ẩm con đi ra, phải giác con. Con công nhận điều này bác Hồ đã thích, mong mỏi. Đó nè, cái chức vụ của chủ tịch chữ thập đỏ là đã đủ rồi, đã đủ để dẫn đi. Vì đó là cái trách nhiệm. Còn con lại ngang qua cái chức vụ thập đỏ mà con đến chủ tịch xã để dẫn một người này đi. Thật sự cha rất là cảm nhận, rất là cảm nhận cái chức đó. Người ta làm việc, người ta làm việc, người ta làm thủ tướng, người ta làm chủ tịch, người ta làm tổng thống. Nhiệm vụ của ta là giữ truyền thống của con người, giữ đất nước của con người, giữ truyền thống cho nó không lộn xộn. Thì cái ông chủ tịch này, ông giữ truyền thống cho mình, giữ đất nước cho mình, mà ông còn phát triển thêm nữa là vẫn có thời gian để dẫn người đi. Chúc mừng con, rất là mừng. Coi như cuộc đời của con sống từng thời gian này không phí ngày nào, không phí gì cả. Cha rất là vui mừng hôm qua vì cái chức vụ của con như vậy, dẫn được một người dân của con rất là cảm phục vô cùng. Cha nghe qua điều này, cha tin tưởng rằng cuộc sống của con bình thường, không còn cuộc sống. Và con lại cố gắng con về xã tỉnh Thừa Thiên Huế của con, về xã An Phú Thuận đó, xã Phú Thuận. Con hãy kêu gọi mọi người, nếu mà ai có bệnh tật thì một là tôi dẫn luôn, hai là tôi phái một người trực xã thập đỏ để giúp cứu người ta, cứu người ta. Vừa làm chủ tịch mà vừa làm thầy giáo nữa, quan trọng. Con vừa làm chủ tịch, vừa làm thầy giáo và con còn làm mẹ nữa. Mẹ là dẫn người đi chữa, con thấy quan trọng vô cùng. Đây mới gọi là thiên chức chủ tịch. Đây mới gọi là cái thiên chức chủ tịch. Như một người mẹ vừa bảo vệ con khỏi giặc ngoại xâm, vừa bảo vệ con không có sống xô, sống trước dột, sống xa, vừa bảo vệ con khi đón đầu. Thực ra chức trách của con lớn hơn là cái lòng của con lớn. Con cố gắng nha, cố gắng nha, về xã con khuyên mọi người, nếu ai bệnh tôi đi được, tôi đi được, tôi phái ông. Đó là điều cho con mong. Con làm như thế con mới ở trên cái ghế thiên chức lâu đời, con giúp dân mà ngay bây giờ con có trách nhiệm giúp dân tốt biết bao nhiêu. Ai cũng ca tụng. Và cái clip này mà lên mạng là cảm phục con vô cùng, hiếm lắm. Ông cha chưa làm được, ông cha làm chưa nổi điều này, ông cha làm chưa nổi điều này, cha cũng làm chưa nổi điều này. Cha giờ mà biểu một, cha dẫn một người đi ra tỉnh Thừa Thiên Huế chữa bệnh cho cháu, thấy không nè,
chắc cho đấy. Mà cho bất ngờ là con là chủ tịch xã mà con dẫn một người từ tỉnh Thừa Thiên Huế có phải là kính trọng vô cùng, kính trọng. Con hãy cố gắng lên nữa nha, con hãy phát huy cái truyền thống tốt đẹp và phát huy cái nền đạo đức này cho nó mạnh hơn nha. Dẫn bao nhiêu vô cho cứu bệnh nha. Và ở đây cha cứu bệnh có luật pháp của nhà nước cho phép á, cho nên con yên tâm, luật pháp của nhà nước cho phép để cứu chữa những bệnh này. Cứu tới nơi tới chỗ, đặc biệt là phát đồ điều trị ung thư cực kỳ đặc, cực kỳ. Mà con được tới đây con cũng là kiếp trước con có tu con mới gặp cha, chứ nếu không có tu chắc không gặp cha. Nó theo đạo Phật, con làm Phật phải không? Dạ con nữa. À một sáng con mới nói về những cái việc về cái tâm gì làm mọi việc, nhưng mà mọi việc thì đều phải tính đến đâu để cả từ con sẽ được chỉ là cái theo báo này hay là học thì đó là những cái mà những cái mà rất là quan trọng. Và sáng con nói về cái mấy anh chị em nhiều như một cái việc nay có hỏi thì hy vọng là sẽ con sẽ có những cái gì đó là cái điều mục đích mà có một cái thì là để một cái là gì mà có hỏi thì việc thì đó là cái việc mà mình cũng là cha đã tiếp còn con có điều đó đúng nhưng mà nó mới 8 điểm, giờ con nói luôn cho được 2 điểm. Bây giờ hiện nay trên thế giới không có một cái loại thuốc vậy, thì bây giờ con đứng trước một người bệnh ung thư mà con không cần biết chỗ đó chữa hết hay là không hết, chưa bàn tới cái không này, chỉ bàn tới cái không là nơi đó có nhận người không của tôi chữa hay không. Ngay chỗ này tôi đã đủ mãn rồi, mà nếu mà nơi đó nhận người thân của tôi chữa bệnh mà nếu hết tôi mang ơn biết chừng nào, mà không hết tôi vẫn mang ơn gì. Tôi nói với người thân tôi rằng tao đã dẫn mày đi tới đó rồi, mày có chết tao cũng không là không có không ăn hận đó. Hay vậy là vậy, cha nói với con không phải người này hết mà 8,000 người hết, cha chữa mỗi ngày mà con không phải cha chữa mắt là cha nghĩ đó nè đó, cha chữa năm này sang tháng nọ, vì đây là cái công thức nano để chữa ung thư mà. Vậy thì bây giờ con dẫn người bệnh đến đây mà nếu chữa hết thì vui biết bao nhiêu, không hết dẫn vui gì. Ta nói với người bệnh mà không nói thật cho mày, cuộc đời tao gặp mày mà tao đã làm cho mày tới đây rồi, mày cứ đi về bên kia thế giới bình yên đi nha, vì tao đã làm hết những gì tao có thể làm được cho mày. Con có một giấc ngủ ngon đó nè, mỗi tối con kê rau cao, con không phải đau khổ gì nữa. Vậy con dẫn người này đến đây chữa bệnh hết thì đã làm, không hết con vẫn phải mừng. Con đã làm tròn bổn phận là một ông chủ tịch chữ thần, chủ tịch xã. Tối nay thì gọi kê đậu hũ ngon lành. Nhưng mà con ở đây chữa nhiều ca hết bệnh đó, con hãy tự tin nhé. Và mỗi người đều có tạo hóa hay là hả nè, con đừng tưởng rằng con chữa người đó hết rồi là họ hết luôn, có khi con chữa người đó và của họ sẽ chết. Thí dụ cha, ngày xưa cha nói gì đạo cha nha, ngày xưa Chúa Giêsu chữa cho ông Lazaro sống lại đó nè, ông Lazaro chết chôn ông mồ mấy ngày, ông Lazaro chết chôn ông mồ 4 ngày mà Chúa đến Chúa cho ổng sống, sống rồi. Rồi ổng chết nữa là ổng sống luôn, tiếp tục chết. Tức là Chúa làm một phép lạ cho ổng sống lại, rồi một thời gian ổng hết tuổi thọ, ổng hết hạn sử dụng nước này ra, ổng cũng phải đi chết. Thế này, vậy cha nói tiếp cho con nghe, Chúa làm cho người này chết sống lại, rồi thời gian họ cũng sẽ chết, thì huống gì chúng ta? Ở đây cha chữa nhiều ca ung thư, cha chữa rồi tại đây sống lại về nhà thời gian vẫn chết luôn. Ông nói là về nhà mà không chết đâu, đâu nói về nhà không chết, tại vì cơ thể mình mà đâu biết được tạo quá an bài cho mình tới đâu mình sống tới đó. Nhưng mà sinh lão bệnh tử mà cha đã cứu được sống tại đây về tới nhà cả tháng trời mới chết, con thấy đó là cái phần phước vô cùng rồi con nhà hả nè, nó là cái phần số mình là thượng đế an bài mà mình đâu có trách được hả nè. Đó, như vậy
Vậy thì bây giờ là tụi con cố gắng lên nha. Mình còn sống ngày nào mình cứu đời ngày đó nha. Mà đây là thiên chức của mọi người. Cha nói con nghe, một cái người cha mà dẫn một đứa con đi trị bệnh, con tưởng tượng lại nha, con tưởng tượng là vợ con mà nó mang cái bụng bầu đi đẻ, con có tưởng tượng không? Nó mang bụng bầu bình thường thì thấy làm sao, mà nó chuẩn bị đẻ, nó mang bụng bầu chuẩn bị đẻ, con thấy tội nghiệp không? Con thấy con thương không hả? Đó, nó thấy vợ con mang bầu chuẩn bị đi đẻ, nó mang bầu đi ục mà nó sang lên ra đó nè. Được, khi đó con thấy thương cái người mẹ đó không? Thương cái người mẹ, những mẹ đẻ đó con thương vô cùng. Mà cái người mẹ đó bảo vệ cái đứa con cũng cẩn thận vô cùng. Dù mẹ đau, mẹ nặng nề, mẹ đau đớn, mẹ nhức nhối, mẹ khát khao lắm, nhưng mà mẹ vẫn cố gắng để mẹ còn một hơi thở cuối cùng, mẹ vẫn bảo vệ con, cho con được ra đời. Đúng vậy không nè? Cha muốn nói với con là điều đó đó con. Con lặn lội từ Thừa Thiên Huế đến đây, dẫn một người này y như là một người mẹ mang một đứa con đâu, trong bụng chuẩn bị đẻ, con thấy nặng nề không? Con phải đem hai cái mọc đi theo, không biết con cha này có nhận mình không, phải mang hai cái mọc đi theo. Trong đầu con phải nghĩ gì? Con có thể con nghĩ vậy không? Con sợ cha không nhận. Rồi tới đây không biết là nơi này nó lạ quá với mình. Mình không hề biết ở trong miền Nam như thế nào. Rồi mình vô đây rồi có thể ổng muốn làm khó mình, hay là việc địa phương này làm khó mình, rồi mình làm sao? Rồi mình dẫn một người đi mà với nhiệm vụ mình là chủ tịch xã nữa, con thấy con khổ tâm không? Vậy từ ngày con bước chân ra đi tới đây con thấy con khổ không? Dạ, con thật ra đi như là để từ như cách là để đây không nhận sự việc mà còn đi cùng mà phải đi ở bên dưới nghe thì cho nói rằng cũng có định nghe ở đấy thôi. Nên chỉ có những người cần có trách nhiệm về tài sản hoặc là tài sản và tiền trong đó vào trực tiếp đến giờ như là để xem thì cũng là đi hy vọng mà cũng biết là sẽ biết được trạng mà nhiều không mở cửa thì nói như nói là nhiều không mở cửa thì không vào được mà khi vào được là cũng biết đây thì khi vào được là tôi vẫn đó và làm được hai chúng mình thì nó nhiều rất là nhiều cái rất là nhiều nhưng mà như thế là dân rất là hạnh phúc rất là mạnh đó. Đó này, từ cái ngày mà con từ tỉnh Thừa Thiên Huế mà con bước chân vô cái này nặng nề, nó giống như là nó có một cái gánh nặng lên vai mình mà mình chưa thả ra được, thì bây giờ con gặp cha là tự động cái gánh nặng này con trút xuống mỏ con chờ từ gánh tiếp rồi con hết gánh. Vậy thì rõ ràng từ cái ngày con bước chân vô đây tới giờ này y như một người mẹ mà mang bầu đứa con chuẩn bị đẻ vậy, nặng nề khó chịu nhức nhối đau đớn khổ sở. Thì ngày hôm qua con ở Thừa Thiên Huế rồi con bước vô tới Sài Gòn, từ Sài Gòn con xuống tới này cho đến bây giờ con mới đẻ xong đó. Bây giờ con khỏe chưa? Phải vậy không? Bây giờ con cảm thấy con khỏe không? Thì con mới một phần đuôi nè. Đẻ xong một phần đuôi. Tức là con đẻ rồi, con đẻ xong rồi con giao ra đuôi nữa. Cái con đâu có đuôi đâu. Rõ ràng là hai ngày nay con thấy con nặng nề lắm. Con biết rằng con cũng không ai làm khó con đâu, nhưng mà mình muốn làm cho cái việc đó nó tốt lành thì con phải là rối rắm suy nghĩ ăn ngủ không yên con nè. Con tới đây con đẻ xong rồi tự nhiên con khỏe liền. Nhìn thấy một người đàn ông mà dẫn một người dân của mình đi chữa bệnh, cha nhìn thấy cái cảnh đó, cha nhìn y như một người mẹ mà chuẩn bị đẻ. Cha thương cái người mang bầu đẻ cũng như cha thương một cái ông chủ tịch mà dẫn một đứa con đi chữa. Cha thích mà cha cảm động cảm kích luôn. Cha cầu xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mỗi ngày cái cảm ơn này Chúa sẽ trả lại cho con, hoặc sẽ phù hộ. Nếu con đạo gì thì niềm tin đó sẽ bù đắp lại cho con. Rồi vợ con của con nó cũng sẽ hài lòng với đời sống, với việc làm. Quê hương của con nó sẽ cảm phục con vô cùng. Đất nước của con sẽ tôn vinh con. Thắng này, tôn vinh. Cha cầu mong rằng chức vụ con không phải là chức vụ này còn cao hơn nha, để cứu đời, cứu người, cứu nước, cứu toàn nước toàn dân nha. Đó là những điều cha mong mỏng như vậy nha. Rồi bây giờ đến khi chữa bệnh đây thì con làm hai cái hồ sơ nha. Một cái hồ sơ là giấy xin đơn xin khám bệnh. Đơn xin khám bệnh này
là con ký tên vô đây để con khám bệnh xong con không phải trả tiền nha. Tuy rằng cha chữa bệnh cho con không lấy tiền nhưng con phải làm đơn để con không nói ngược với cha mà nói ngược với ông chủ tịch. Ở đây nói con vui vui miệng con nói ổng dẫn tôi vô chữa bệnh mà hết bệnh rồi ổng biểu tôi đưa ổng 100 triệu tôi cũng phải kẹt ông chủ tịch phải không? Ông nghe không? Bỏ vợ bỏ con bỏ cơ quan đi mà đều biết đâu rồi con nói à, lưỡi không xương nhiều đường lắt lét mà hả nè, miệng không dành mấy món thứ tu. Nếu như khi chữa bệnh cho con xong là con nói cha động 100 triệu chết cha rồi thôi, bây giờ không ai được quyền đòi tiền con phải làm đơn xin khám chữa bệnh miễn phí nha. Cái này là đòi phạt không, cái này là người dịch người bệnh ký vô, đúng rồi người bệnh ký vô. Cái đó ghi sang lát nữa mình vô phòng giờ ký tên tất cả đúng giờ. Giờ là coi như con chữa bệnh mà không phải trả tiền. Rồi con đã ký tên xong rồi nha. Đến khi cha đóng cho con cái mộc này là cha mới chúc mừng con là con cũng được chữa bệnh cũng không tiền. Dĩ nhiên con phải trả tiền phòng trọ nhưng không dạ. Cái tiền phòng trọ là con ở á, chứ không phải cha ở. Con mướn cái phòng trọ cho con ở. Còn con đến đây con khám bệnh con miễn phí. Và thí dụ như cha đưa con đi Tây Y thì cha sẽ có cách bao xe cho con trả tiền. Còn cái phòng trọ mà tiền điện, tiền nước con ở đó con phải trả cho nó công bằng. Chứ còn giờ con trả cho con mà mấy người kia cha không trả thì không công bằng. Nhớ không? Cha chúc mừng con là khám bệnh chữa bệnh nha. Đến ngày con về con muốn trả xuống này. Điểm thứ hai con phải làm một cái giấy cam kết khám chữa bệnh. Trong cái giấy cam kết này là hứa với cha, với ban nhiệm chẩn, với ông chủ tịch xã, với mọi người là con phải không được làm sai phác đồ. Tức là ban nhiệm chẩn dạy con gì con phải làm cái đó. Anh dạy con ăn gì con ăn cái đó để con được hết bệnh, để con mau trở về quê hương nha. Rồi trong cái giấy này là đang khám bệnh cho con mà lỡ mà con có trúng gió con chết con không được kiện hả? Chứ bây giờ con ngủ đêm tới sáng ngay con quay qua nghe trúng gió con chết quen con kiện cha với chủ tịch đi ở tù, hai người này không trách nhiệm nên tự nhiên đi ở tù vì cái chết con phải không nè. Mà giờ ở đâu cũng vậy thôi. Con đi vô quá chắc con mới làm cái giấy chết không ở tù không? Có vậy không? Còn cầm đoan á. Giấy cam kết. Giấy cam kết. Ở đây cũng vậy không? Tất cả khi con chết ở đây con không được thư kiện, cha mới dám chữa trị. Còn nếu con chết ở đây mà con thư cha thì chắc cha không dám chữa bệnh con rồi. Bởi vì con ở ngoài cửa Thiên Quế, tự nhiên cha nhận con vô đây thì con chết cha đi ở tù. Nó vô duyên chứ, không nè. Mà ở đây cha chữa bệnh nhiều lắm. Cha nói cho con nghe cũng có mấy ca chết ở đây. Nhưng mà cho thấy khi người ta chết là vui. Bị người ta không còn chỗ đi nữa. Chết rồi. Có nghĩa là nó nằm luôn cho mày chết không? Sống tao về chết rồi. Cho thế nè. Dĩ nhiên cái bệnh này mà bệnh chết mà. Bệnh này là bệnh chết. Đâu có nói trước ngày 1, ngày 2 được đâu. Thế nè. Nhưng mà con phải cố gắng nha. Thì khi đó con đồng ý cho nó cho ký tên. Nghe còn con không đồng ý. Mà con nói chết tôi xưa là cha không chịu được. Không phải ký nè. Cha đọc cho con nè. Hôm nay tôi làm giấy cam kết này trước mặt cha Sư Rô Nguyễn Nhân Từ, thầy Lương Y, chú Sa Nguyễn Tấn Thanh, thầy Phạm Văn Tây, thầy Phạm Thị Thánh Tâm. Tôi hứa tôi sẽ tuân thủ phát đồ điều trị. Nếu ngày nào tôi còn trị được nữa, tôi phải tuân thủ theo phát đồ. Còn nếu tôi làm sai phát đồ điều trị hoặc xảy ra chết đi con người của tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và gia đình của tôi cũng như người thân cũng không được thương kiện để tri cứu. Đây là lời hứa của tôi trước mặt cha từ thầy Thâm, thầy Tâm là những lời mà tôi viết trước khi tôi ký giấy cam. Nếu con đồng ý cho tôi cho ký tên nha. Mà chết không thương kiện ai hết. Thôi đó thưa, đem đi thưa được. Chồng con nó thương con đây. Chồng con nó thương. Không phải là chứ con chết rồi chứ con tệ định sụn lại. Câu sống không ai cầm cả. Trong ngã thiếu gì vậy không ra. Nhưng mà cha cũng sẽ cho con một cái tờ giấy này. Khi cái giấy cam kết này ký hai tờ, một tờ giữ lại đây, một tờ con đem về xứ con á. Không, con chủ tịch rồi. Con đem về xứ con để tỉnh trưởng con hỏi á.
thì con nói tôi đi vô đây tôi làm việc này, tôi có giấy này chứng minh chính thực cho ông thủ trưởng tôi, ông không được quyền làm khó. Cha ký cái giấy cha trả lời cho con là tự động thủ trưởng con mà nó không làm khó. Còn con ký ở đây thủ trưởng vẫn làm khó, nhưng mà để cha ký đáp trả lại là cha bảo đảm thủ trưởng con không làm khó. Dù bây giờ là ở đâu cũng làm khó không được, vì rõ ràng đây là bằng chứng con đi làm việc này chứ con không đi ăn chơi nha. Con đồng ý cho giấy này, con đồng ý không? Dạ, nhất trí ha. Cha nói thêm gì cái tình nghĩa này không? Cái lòng của cha không muốn làm giấy này đâu. Giấy này là cha con chưa thương nhau. Cha con mà thương nhau dẹp cái giấy này qua. Mày lời đây tao chữa cho mày hết bệnh rồi về, còn phải chết tao chôn mày. Đó mới là tình nghĩa cha con. Đó mới là bầu ơi thương mấy đứa con. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Còn bây giờ giữa cha con là nó chưa có chung một vàng, cho nên cha phải làm giấy này, lỡ ngày mai này con chết con thưa cha. Nhưng mà cha hy vọng rằng thời gian ngắn nữa thì con dẹp cái giấy này. Con cha là cha, con bệnh cha chữa cho con chết con về con chôn, tại sao con thưa cha? Mà cha là cha của con, tại sao cha giết con? Khùng sao mà cha giết con, đúng vậy không? Khùng sao mà cha giết. Cha muốn cho con sống chứ, nếu mà cha muốn con chết cha mở phòng này mặt này chứ vậy. Không nè, cha đưa con vô đây để con làm khổ cha làm sao đấy. Nhưng mà vì thời này con người ta chưa có tình thương cao cả, cho nên bắt buộc phải giấy tờ đâu đó đàng hoàng nha. Chứ còn cha nghĩ rằng ngày mai này thôi, một thời gian ngắn nữa thôi, mà cha mở được phòng khám đâu đó đàng hoàng nghiêm chỉnh hết rồi, cha dẹp luôn cái này. Lại đây cha chữa cho con, chết em về chung nha. Lại đây cha chữa cho con, chết em về chung. Con nói thiệt với cha là cha chữa cho con chết con còn mừng nữa chứ có đâu thương cha. Cha mong được điều đó mà cha nghĩ ngày đó sẽ sạch đất. Ngày đó không đâu. Bây giờ con ký vô đây nha, chỉ cho mọi người ký. Chỉ cho em, chỉ cho con này ký như cái ấy lò ký như ký như chứng ngọt. Em đi kỳ tên con rồi xong đi hỏi tên con vậy. Bây giờ con ký vô cái giấy này, con lấy cái mộc chủ tịch xã đóng được. Công giáo mình còn bệnh nhiều lắm nhưng mà điều kiện nhưng mà cái điều kiện để gì đó để đi được chữa khó quá. Linh mục không dám một không cho, không dám một không cho linh mục đi. Dâm bông cứ đóng đại vậy.
Rồi, giữ là một tờ nha. Giữ là một tờ. Rồi, đây là cái giấy cam kết nha. Cái giấy cam kết để chữa bệnh nha. Lát nữa con đưa bệnh nhân vô tới phòng khám, xong rồi con giữ lại một cái tờ giấy này, con bỏ trong túi. Để khi mấy ông thủ trưởng của con ông làm khó con thì con tỏ giấy này nha. Để con nói với ông thủ trưởng là con đi đây con làm việc này chứ con không phải đi bậy bạ nha. Con chứ lớn lên rồi đâu đi bậy bạ được như này. Nhưng mà mình làm gì có mấy mình cân đo không điếu như sát sườn, kẻo cái cuộc sống mình không lụng cục nha. Kẻo cuộc sống mình không lụng cục. Rồi, đây là cái bộ hồ sơ đã hoàn tất. Thì tóm lại là cuộc sống của con ở đây, những ngày tháng mà chữa bệnh ở đây thì con sẽ có 3 nơi để con đi, 5 nơi để con đi. Cha sẽ điều đình con đi 5 chỗ. Một là con sẽ bệnh nặng quá, con sẽ ở đây cấp cứu ở đây. Con vừa vừa cha sẽ đưa con ra một cái nhà lưu trú bệnh nhân. Mà con khỏe hơn nữa cha đưa con ra nhà trọ. Rồi là 3 nơi để con đi. Con đi cứ lưng phiên 3 nơi vậy. Nặng quá thì con sẽ ở kế bên đây, ở lại phòng này. Vừa vừa con ở nhà lưu trú. Mà nặng quá con thì ở khỏe luôn, con ở nhà trọ chờ chuẩn bị ra viện nha. Còn có 2 nơi để con đi bác sĩ là, một là con sẽ đi đến một bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Trà Vinh để check hàng tháng hay là nửa tháng check lần, check lại kiểm tra bệnh lại. Đến ngày con lành tính cha sẽ đưa con đi lên trung tâm Hòa Hảo, là bệnh viện đa khoa Hòa Hảo để làm sinh thiết. Đến khi con hết bệnh rồi cha sẽ ký quyết định cho con lành tính, con tự đi về quê hương trình giấy lại cho ông này. Có thể là mời ông ăn một bữa cơm để chúc mừng nhé con, nhưng mà nhớ ăn chay nha, đừng mặn nữa. Rồi cha nói như đây là hết nhiệm vụ. Tụi con có ý kiến gì không? Rồi bây giờ mình đứng lên mình đọc kinh. Nhân danh cha và con thần sáng danh Đức Chúa Cha, con và Đức Chúa Thánh Thần đi đại lễ tiên vua cùng ngài bây giờ và có và đời đời chẳng buồn. Con cầu gì danh Chúa nhân từ cho hai đại minh hồ nên để cho nghỉ ngơi hằng sẽ thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lan vui vẻ vô cùng. Nhân danh cha và con. Rồi bây giờ tụi con ông chủ tịch dẫn bệnh nhân vô cái phòng để cho tới đó hết á. Còn cảm ơn cha. Con dẫn người bệnh vô tới đó thì hết á. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Hết cả